Cậu Kè xin chào cả nhà nha. Hôm nay cậu Kè sẽ chia sẻ cho cả nhà tặng cảnh cá lóc ăn câu như thế nào cả nhà. Thì hôm nay cậu Kè bắt được con nhí nhủi. Với đây có cậu Kè có một cây cần cầu cắm. Thì hôm nay cậu Kè sẵn trong mương của nhà, trong mương của cậu Kè nó có bầy đồng rồng cả nhà. Rồi cái này cũng cũng hơi khuya, cũng gần gần sáng rồi. Sáng cậu Kè bắt được con dế nhủi, rồi cậu Kè sẽ làm một video này thì chia sẻ cho cả nhà cùng theo dõi màn cá lóc cắn câu như thế nào nha cả nhà. Rồi cậu Kè sẽ quay camera sau cho cả nhà cùng xem nha. Cái nhà mương này, cái nhà mương này hồi chiều cậu Kè thấy có được bầy đồng rồng rồi cả nhà. Giờ tới kia, bây giờ cậu Kè sẽ dẫn đi cùng với nhà đi cắm câu nữa nha. Đây cậu Kè sẽ cắm tại dưới giữa mương nha. Đây cậu Kè cắm chỗ này. Đây gia đình cậu Kè có thấy con cặp chim nhật nó ngủ đây nữa nha. Cặp chim nhật ngủ đây, cái thầy nhật là thường thường nó ngủ cặp như vậy nè cả nhà. Đó. Nó ngủ vậy nè, ngủ nó xài này cái kia. Rồi ok, sẽ móc dế thôi nha, dế nhủ thì cái nhà móc ngang, cái nhà móc trên lưng vậy nè, móc xíu da nó vậy nè, trên lưng nó vậy nè. Chiếc lưng này quay bằng đêm nó hơi mờ, cái nhà xem cũng thông cảm dùm cậu Kè nha. Nó chút dài trên lưng đó, biết thấy chiều thấy không biết tình hình sao đây. Thì hy vọng được cậu Kè sẽ làm cái clip này, hy vọng được như ý muốn nha cả nhà. Như vậy Kè móc như vậy cả nhà, cậu Kè cắm cho nhà máy nha. Nhà cắm xung quanh, dọn dẹp xung quanh đừng cho dế nó bò lên cái nha. Rồi dế nó như vậy nói nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà đợi màn cá cắn câu cả nhà.
Hình quá cả nhà, chứ đừng ngồi cái đất này nha, nó quá bự luôn. Ví dụ kìa, quá yên. Đây cũng to cả nhà. Đó, cái to không kìa. Đó, quá to luôn. Im nghe nha. Quá yên luôn cả nhà. Thiệt tình, quá yên. Thắng cảnh, quay thắng cảnh cho cả nhà xem. Nếu mà video này có hết cả nhà cho cậu kè xin một like và một lượt đăng ký kênh, và kế bên nó có hình quả chuông, cả nhà bật chuông lên nha để theo dõi những video tiếp tục của cậu kè chia sẻ cho nhà. Những cả nhà ơi, ơi video của cậu kè đến đây cũng xin tạm dừng cả nhà. Hẹn cả nhà video tiếp theo của cậu kè. Bye bye cả nhà.